bước vào một thế giới nơi bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách và ranh giới giữa thiện và ác trở nên mơ hồ. Berserk được sáng tác bởi Kentaro Miura là một kiệt tác manga đưa người đọc vào cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ và diễn biến tâm lý phức tạp của các nhân vật. Nếu mọi người chưa từng nghe đến Berserk thì đây không phải là tác phẩm nhẹ nhàng, nhưng ảnh trong truyện đầy rẫy sự thô tục và đồi trụy. Cốt truyện của Berserk không ngần ngại thể hiện những góc tối xấu xa nhất của loài người, xen kẽ sự kinh tởm và biến thái từ những con quái vật qua từng trang truyện. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, vì tôi cảm thấy rằng nếu bạn là người hâm mộ thể loại giả tưởng đen tối, Berserk sẽ là tác phẩm không thể bỏ qua. Còn trong video này, tôi muốn đề cập nhiều hơn về hai nhân vật biểu tượng của tác phẩm là Guts và Griffith. Thứ luôn khiến tôi phải đặt câu hỏi mỗi khi đề cập đến Berserk nằm ở lý tưởng của hai nhân vật huyền thoại này. Một mối lương duyên xuyên suốt lịch sử manga anime mà đến nay vẫn chưa có một cái kết. Kẻ đúng, người sai. Vậy đâu mới là kẻ có cho mình lý tưởng chính đáng? Trong một thế giới khi ranh giới giữa việc đúng sai thiện ác quá đỗi mỏng manh như vậy. Có lẽ tôi nên bắt đầu với câu chuyện của Guts. Với vẻ bề ngoài cứng rắn và thanh kiếm mang tính biểu tượng, khiến chúng ta liên tưởng rằng anh sẽ là một nhân vật có tính cách khá thô lỗ và hung bạo. Đúng thật, đây chính xác là con người của Guts, một người đàn ông cứng rắn với cái nhìn thực tế tàn bạo về cuộc sống. Theo một cách nào đó mà các nhân vật có tính khí nóng nảy như vậy thường ám chỉ sự đơn giản hoặc thậm chí là thiếu sáng suốt. Nhưng điều này không hoàn toàn dùng để mô tả về con người của Guts. Với những ai là fan của Berserk đều nhanh chóng nhận ra, Guts là một nhân vật phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của anh. Không chỉ là một người lính đánh thuê với sức mạnh thể chất vượt trội, anh ta còn là một người vị tha, trung thành, kiên cường nhưng cũng rất bướng bỉnh và có quyết tâm phi thường. Hơn nữa, nếu chúng ta chỉ mô tả Guts bằng cách liệt kê các đặc điểm của anh, thì đây chính là một sự thiếu sót. Bản chất và sự phức tạp của Guts được xây dựng dựa trên sự hợp nhất từ tất cả các khía cạnh khác nhau trên cuộc hành trình của anh ta. Phải nói rằng, tuổi thơ của Guts là một chuỗi bi kịch và bất hạnh, được khắc sâu vào mọi khía cạnh của người anh. Kể cả khi anh có thay đổi và phát triển như thế nào, điều đó không bao giờ ngừng định hình con người của anh. Ngay từ nhỏ, Guts là một đứa trẻ sinh ra dưới cái xác của mẹ ruột. Anh được nhận nuôi bởi Shisu, người đã lâm bệnh nặng và qua đời 3 năm sau đó. Người tình của Shisu là Gambino tiếp tục nuôi dạy và rèn luyện anh trở thành lính đánh thuê. Trong khoảng thời gian đó, Guts luôn cố gắng để giành được tình cảm của ông ta. Tuy nhiên đó chỉ là một mối quan hệ hoàn toàn méo mó, khi thứ ông ta cho anh chỉ là sự tàn nhẫn. Sự tàn bạo trong cuộc sống của một người lính đánh thuê cũng như sự vô tâm và phản bội của Gambino đã dẫn đến cái chết của ông ta dưới bàn tay của Guts, để rồi định hình lại con người của anh như hiện tại. Lớn lên dưới bàn tay của Gambino đã cướp đi niềm tin, tình yêu của Guts đối với người khác. Điều này có thể thấy rõ nhất trong sự căm ghét tiếp xúc cơ thể của anh sau chiến thắng trước Bazuso. Guts từ chối đồng hành với người khác và thậm chí còn nuôi dưỡng cảm giác tội lỗi khi giết chết người gần gũi nhất mà anh ấy từng coi là cha. Bị tước mất tình cảm, Guts lang thang từ chiến trường này sang chiến trường khác một cách vô định. Anh khinh thường sự tiếp cận của người khác, nhưng lại rất mong muốn được xây dựng các mối quan hệ. Tuy nhiên, Guts lại không cho phép bất kỳ mối quan hệ nào được phát triển vì tổn thương và sự phản bội mà anh đã phải trải qua trong quá khứ. Đó là cho đến khi Guts gặp được Griffith, người thứ hai ảnh hưởng đến cuộc đời anh sau này. Mặc dù Guts không bao giờ từ bỏ bản tính hung hăng và bướng bỉnh của mình, nhưng Band of the Hawk là nơi đầu tiên mà Guts cảm thấy như là nhà, cũng như sự chấp nhận từ họ. Ban đầu anh tỏ ra xa cách với tất cả mọi người, nhưng sau 3 năm cùng họ chung sống, Guts trở nên vô cùng yêu quý mọi người và bắt đầu chăm sóc những kẻ dưới quyền chỉ huy của mình. Bên cạnh đó, Guts nhanh chóng trở thành bạn với Griffith, người đã chỉ cho anh thấy giá trị của tình đồng chí và cho anh biết lý do để vung kiếm không chỉ để bảo vệ sự sống còn của bản thân mình. Guts cảm thấy thoải mái với Griffith và Band of the Hawk. Tuy nhiên vào thời điểm đó, anh không hiểu hết ý nghĩa của họ đối với anh, cũng như ý nghĩa của anh đối với họ. Do hoàn cảnh xung quanh cuộc sống thời thơ ấu của mình, Guts chưa bao giờ khao khát trở thành bất cứ điều gì. Muốn bất cứ điều gì,
hoặc làm cho bản thân mình trở nên hơn thế nữa. Ngay cả trong Band of the Hawk, khi anh ấy lần đầu tiên biết đến tình bạn thực sự, anh ấy không bao giờ tìm kiếm điều gì đó vượt ra ngoài những gì anh ấy biết. Với tư cách là một lính đánh thuê và tự do lao vào nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch của Griffith, Guts, giống như rất nhiều thành viên khác của Band of the Hawk, đã bị Griffith mê hoặc bởi hào quang lôi cuốn của anh ấy. Vì vậy, khi Guts chứng kiến những lời nói của Griffith trên những bậc thang của cung điện liên quan đến số phận, khát vọng và ước mơ của một người đàn ông, anh ta đã bị choáng ngợp. Guts không chỉ nhận ra rằng Griffith ghét lối sống của chính mình, mà anh ta còn hiểu được khoảng cách lớn giữa mình và người mà anh ta cho là bạn. Và vì vậy, Guts rời khỏi Band of the Hawk, Casca và Griffith. Không phải vì anh ấy vỡ mộng với giấc mơ của Griffith, mà vì anh ấy không muốn bị chôn vùi trong đó nữa. Guts cảm thấy không trọn vẹn, và lần đầu tiên anh mong muốn điều gì đó nhiều hơn cho bản thân. Anh muốn tìm mục đích để phấn đấu và sống vì mục đích đó. Theo cách đó, anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và trở thành người ngang hàng với Griffith. Tuy nhiên khi trở về, Band of the Hawk đã tan vỡ. Guts bắt đầu nhận ra chính xác anh nên và cần phải chiến đấu vì điều gì. Thứ mà anh vẫn tìm kiếm, một lý do để sống, một lý do để vùng kiếm, đã ở trước mặt anh suốt thời gian qua. Bi kịch cuối cùng là khi bạn bè của Guts bị giết ngay trước mặt anh ta. Người yêu của anh ta bị cưỡng hiếp bởi người đàn ông mà anh ta ngưỡng mộ nhất. Và cơ thể anh ta bị tổn thương, không phục hồi. Guts đã mất tất cả. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ sự phát triển của Guts là tất cả những gì tôi đã nói đến cho đến thời điểm này đều bị phá hủy. Anh ta lại quay trở lại lối suy nghĩ kẻ yếu đáng chết và kẻ mạnh sống sót thêm một ngày nữa. Anh ta rơi vào trạng thái điên loạn hoàn toàn, chỉ bị thúc đẩy bởi lòng căm thù các tông đồ và Griffith. Hành động của Guts trở nên phức tạp hơn về mặt đạo đức, và anh ta dần đắm chìm trong cơn khát máu và sự tàn sát của chính mình. Guts không chỉ muốn giết các tông đồ, anh ta muốn họ phải chịu đau khổ. Anh ta muốn gây ra nhiều đau đớn như anh ta đã từng cảm thấy. Và mãi đến khi Demon Child đến, anh ta mới bắt đầu tỉnh táo lại. Anh thề sẽ không bao giờ bỏ lại một người mà anh quan tâm nữa. Trên hết, anh muốn trở về với Casca để cứu cô. Sau nhiều năm đau khổ và khốn khổ, Guts một lần nữa có một giấc mơ. Sau tất cả những khó khăn và đấu tranh, Guts một lần nữa bắt đầu bước đi trong ánh sáng. Mặc dù anh đang phải đấu tranh liên tục với bóng tối của chính mình. Đó là nội tâm của Guts, khiến anh trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong Berserk. Vậy còn Griffith thì sao? Griffith là một nhân vật được xếp vào hàng top những nhân vật bị ghét nhiều nhất. Bản thân tôi cũng là một người cực kỳ ghét Griffith, nhưng chính vì vậy, tôi lại thấy hắn trở nên rất tuyệt vời. Griffith là một nhân vật có bản chất bí ẩn, thách thức các khái niệm thông thường về chủ nghĩa, anh hùng và sự phản diện. Griffith sở hữu khả năng vô song trong việc truyền cảm hứng và lãnh đạo người khác, tập hợp họ hướng tới một mục tiêu chung với quyết tâm không lay chuyển. Sức lôi cuốn của hắn tỏa ra và quyến rũ cả đồng minh lẫn kẻ thù bằng sự hiện diện đầy sức hút của mình. Dưới sự chỉ đạo của Griffith, Band of the Hawk trở thành một lực lượng đáng gờm, đoàn kết bởi lòng trung thành không lay chuyển và mục đích chung. Griffith ấp ủ một tham vọng lớn lao về một thế giới tốt đẹp hơn. Hành động của Griffith, mặc dù đôi khi mơ hồ về mặt đạo đức, sự mơ hồ về mặt đạo đức của Griffith làm tăng thêm chiều sâu cho nhân vật của hắn, thách thức người đọc xem xét lại những quan niệm trước đây của họ. Quyết định hy sinh Band of the Hawk trong nghi lễ nhật thực của Griffith, nếu Griffith không hy sinh đồng đội của mình, liệu hắn có trung thành với ước mơ cuộc đời của mình không? Khi Griffith hiến tế đồng đội và nhân tính của mình, hắn đã tái sinh thành Femto, một sự kết hợp kỳ dị giữa xác thịt và các đặc điểm của quỷ dữ. Sự biến đổi của Femto phải trả giá bằng tính nhân đạo của Griffith. Sự tồn tại của Femto thể hiện những khía cạnh đen tối nhất trong tham vọng của Griffith, đóng vai trò như một lời nhắc nhở ám ảnh về những hy sinh đã bỏ ra để theo đuổi ước mơ của mình. Hầu hết những biến động mà Griffith phải chịu đựng thực ra là hậu quả trực tiếp của những hành động ích kỷ. Có khả năng cao, mọi hành động của Griffith trước khi nhật thực xảy ra chỉ để hắn phá vỡ địa vị tầm thường trước đây của mình
và xây dựng lại bản thân thành một thứ gì đó, thậm chí còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Griffith có coi Guts là bản sao phản chiếu của mình không? Có lẽ là có. Có lẽ hắn thích và ngưỡng mộ Guts vì cách anh phản kháng và chính nghĩa của anh ta. Nhưng hắn ta không coi Guts ngang hàng với mình. Guts không có mục tiêu tàn nhẫn như Griffith theo đuổi. Sau khi hiểu rõ hơn về nội tâm cũng như lý tưởng của hai nhân vật này, có lẽ tới giờ các bạn cũng đã có cho mình một câu trả lời về liệu lý tưởng của Guts và Griffith đâu mới là kẻ chính đáng trong câu chuyện. Nhiều người cho rằng Guts là chính đáng vì thứ lý tưởng anh theo đuổi là công lý. Nhưng các bạn có nghĩ đến việc liệu thứ công lý mà Guts đang gánh vác trên mình có thực sự là vì một lợi ích chung hay không? Hay đó chỉ là một thứ công lý dành riêng cho Guts? Câu chuyện của Guts từ lúc bắt đầu tới nay là một hành trình kéo dài trong máu và nước mắt. Một cuộc hành trình tràn ngập trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Tất nhiên, Guts vẫn được ban cho những giây phút hạnh phúc yên bình. Nhưng những thứ đó quá đỗi nhỏ nhoi so với những gì anh phải trải qua và chịu đựng suốt cả cuộc đời. Câu chuyện của Guts thoạt nhìn qua thì đó là một hành trình tìm kiếm một lẽ phải, một hành trình đòi lại công lý cho những người thân anh yêu quý. Tuy nhiên, thứ công lý đó quá đỗi nhỏ bé so với lợi ích của toàn bộ nhân loại. Tất cả những gì cho đến nay chúng ta biết đều chỉ nằm ở hai chữ, có thể. Không ai biết liệu sau sự tái sinh tâm hồn của Guts, anh đã nhìn nhận ra được ý nghĩa cao cả cho sự đấu tranh của mình trước Griffith hay không. Hay anh đang muốn hướng tới một điều gì đó còn lớn hơn, kinh khủng hơn những gì có hiện tại. Ngược lại, Griffith lại là một kẻ sẵn sàng hy sinh, từ bỏ mọi thứ để đạt được thứ lý tưởng mà hắn cho và nhận định là cao cả. Chúng ta cũng không thể biết tầm nhìn của Griffith còn xa được đến đâu. Nhưng đến hiện tại, những gì hắn đang làm đều là vì theo đuổi một lợi ích cao cả cho nhân loại. Chúng ta có thể thấy sự đối lập giữa hai nhân vật này và một mối quan hệ cộng sinh được thiết lập vô cùng chặt chẽ giữa hai kẻ trái ngược nhau vô cùng. Một kẻ sinh ra trong bóng tối và luôn dẫy giụa, khao khát được bơi ra khỏi bóng tối đó, tìm kiếm ánh sáng cứu rỗi cuộc đời mình. Có một kẻ thì sinh ra đắm chìm trong ánh hào quang danh vọng của ánh sáng, tỏa ra một thứ ánh sáng đến mê muội lòng người, nhưng lại sẵn sàng sa ngã vào biển bóng tối chỉ để đạt được mục tiêu cao cả hơn của bản thân. Nếu không có Griffith thì sẽ không bao giờ có Guts như ngày hôm nay. Và ngược lại, nếu không có Guts sẽ không bao giờ có một phản diện hoàn hảo như Griffith. Có thể nói, chính sự ra đi ban đầu của Guts khỏi Band of the Hawk đã trở thành khởi điểm của mọi thứ. Đối với chúng ta thì có thể nó chỉ là một sự rời bỏ đơn thuần. Nhưng đối với Griffith thì nó lại là một thứ khiến hắn phải dày vò với chính bản thân. Những gì Griffith xây dựng cho hình ảnh của mình dường như đã bị đập tan hoàn toàn bởi hành động của Guts. Ai ai cũng trung thành với hắn, không ai dám rời bỏ hắn. Vậy mà Guts, một kẻ hắn dần trở nên gắn bó suốt bao nhiêu thời gian, một kẻ mà hắn nhất định rằng là hiểu được hắn, lại có thể là một hành động trái ngược hoàn toàn với những gì hắn mong đợi. Với một kẻ mang lòng tự cao ngất trời như hắn, thì đây là một sự xúc phạm, một sự sỉ nhục. Chính vì sự kiện này, Griffith đã dần sa ngã và dần mang trong mình một lòng nung nấu sự trả thù Guts. Chính nó đã dẫn đến sự kiện nhật thực đó, thay đổi cuộc đời Guts một lần và mãi mãi. Đối với tôi, thì chả bên nào mang trong mình lý tưởng cao cả hay xấu xa. Chỉ là cách thực hiện và con đường mà họ chọn quá đỗi khác nhau, khiến chúng ta phải chất vấn mọi thứ họ đang làm, liệu là đúng hay sai. Tôi nghĩ đó chính là điều tác giả muốn đạt được với tác phẩm này. Và nó đã thành công mỹ mãn. Còn các bạn thì sao? Đối với các bạn, ai đúng ai sai? Lý tưởng của ai mới là tuyệt đối? Hãy để lại suy nghĩ của mình xuống phần bình luận phía dưới nhé. Còn giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để theo dõi truyền thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!